Báo Nhật mời gọi tài năng Việt Nam. Bốn anh em họ Nguyễn, Sang, Đá, Di Lít. Báo chí Nhật Bản đánh giá cao bốn tài năng sáng giá của bóng đá Việt Nam. Thậm chí, tờ sơ Kim còn nhận định rằng khả năng Quang Hải, Công Phượng, Hoàng Đức và Tiến Linh sang Di Lít thi đấu chỉ là chuyện sớm muộn. Tờ báo Thể Thao Nhật Bản sơ Kim mới đây có bài viết rất đáng chú ý về các tài năng của bóng đá Việt Nam. Theo nhận định của ký giả Dung Usami, Bộ tứ Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Hoàng Đức hoàn toàn có khả năng đầu quân cho các câu lạc bộ Nhật Bản. Trong bài viết có tiêu đề bốn cầu thủ đáng chú ý của đội tuyển Việt Nam đang phát triển không ngừng. Liệu họ có đến di lịch thi đấu trong tương lai gần, tác giả Dung Usami nhận định quan hải, công phượng, tiến linh và hoàng đức sở hữu những tố chất để có thể thành công tại môi trường bóng đá Nhật Bản. Điều đáng nói, những cái tên này đều còn trẻ, cao tuổi, nhất là công phượng cũng chỉ mới 26 tuổi và giờ đang bước vào độ chính của sự nghiệp. Trong khi đó, Quang Hải và Tiến Linh mới 24, còn Hoàng Đức thậm chí chỉ 23, với những trải nghiệm ở đẳng cấp cao như tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á cùng đội tuyển Việt Nam hoặc các đấu trường cúp châu Á như AFC Champions League, Hoàng Đức, AFC Cup, Quang Hải, hay từng thi đấu ở châu Âu, công phượng họ có đủ kinh nghiệm trận mạc để đến Nhật Bản lập nghiệp, nhận xét về Quang Hải, tác giả khẳng định, đây là một trong những cầu thủ khéo léo và có tố chất xuất sắc bậc nhất của bóng đá Việt Nam. Một số câu lạc bộ nước ngoài, bao gồm cả Calix hay Gilic từng liên hệ với cậu ấy. Quang Hải là một ngôi sao không chỉ của bóng đá Việt Nam mà còn của khu vực Đông Nam Á, được so sánh với Chanathip, người đang khoác áo Hokkaido Consadole Sapporo tại Nhật Bản cả về trình độ lẫn sự nổi tiếng với Nguyễn Hoàng Đức, tác giả của tờ xô sơ kiên nhận định, sở hữu chiều cao 1m85, chơi bóng với nền tảng kỹ thuật cơ bản, được truyền thông Việt Nam mô tả bằng cụm từ tiểu mô gia. Câu ấy trưởng thành vượt bậc và những trải nghiệm tại AFC Champions League cùng câu lạc bộ Viettel sẽ giúp Hoàng Đức hoàn thiện bản thân. Khi viết về công phượng, tác giả không quên cụm từ Messi Việt Nam để nói về tiền đạo 26 tuổi người Nghệ An. Tờ xô sơ kiên tin rằng lối chơi bóng nhỏ. Nguyễn và Thiên về kỹ thuật của ngôi sao thuộc biên chế câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ có đất dụng võ ở một môi trường như Di Lích. Lúc này, Nguyễn Tiến Linh đang là chân súc có thành tích tốt nhất của đội tuyển Việt Nam ở hành trình vòng loại World Cup 2022. Với cả vòng loại thứ hai và thứ ba, Tiến Linh đã có tổng cộng 7 bàn thắng. Tờ xô Sơ Kiên khẳng định, Tiến Linh với nền tảng thể hình, thể lực kỹ thuật và tư duy chơi bóng hiện đại đủ khả năng để đầu quân cho những đội bóng hàng đầu tại Nhật Bản. Dù vậy, tác giả bài viết cũng nhận định rằng các cầu thủ Việt Nam chưa thực sự quyết tâm bước ra vùng an toàn của mình, ngại thay đổi môi trường bóng đá. Sở hữu tố chất là một chuyện. Điều kiện tiên quyết để họ có thể đến Nhật Bản và ghi dấu ấn như những tài năng của bóng đá Thái Lan Chanathip Song Krasin hay Tirasin Danda, đó là phải có tham vọng và sẵn sàng ném mình vào những cuộc phiêu lưu.